Đúng là xui thiệt á. Nguyên đêm qua anh với em á phù với một không à, không ăn được một nhán. Xong bay mà cho nợ á, tao dám chơi tới bến luôn đó. Tao không tin là chơi tiếp vẫn thua. Đại ca, không ấy á, mình về mình xin tiền ông ngoại đi để gỡ. Ổng còn nằm trong bệnh viện kìa, tới xin ổng, ổng không cho, mắc công lại lùm xùm nữa. Còn tới xưởng á thì gặp cái thằng quỷ Nghĩa, sao lấy được. Chị có phải cho thuê nhà không à? Mày ca, con đó nhìn đâu có giống làm gái đâu. Mày ngu vừa vừa thôi. Nhìn bộ dạng của nó chắc là có tiền đó. Coi cái túi xách nó kìa. Mày hiểu nên làm gì rồi chứ? Từ sau năm phẫu thuật đó thôi. Em lo thủ tục hay sao? Bây giờ thằng Thắng á, nó không quan tâm, nó không về thăm mộng. Em phải lo. Tôi nghiệp ổng lắm anh. Thắng kia thôi. Cô ơi, cô có sao không cô? Tốt nhất là nên tránh. Cứ nói là đuổi theo tụi kia, không thì vừa rắc rối vừa tốn thời gian. Cô ơi. Sao tới giờ vẫn chưa tỉnh vậy ta? Em nghe nè anh hai. Nãy giờ em gọi cho anh mà không được. Hồi nãy á, em đưa cô gái bị cướp tới bệnh viện. Quay lại thì tự nhiên không thấy anh đâu hết. Anh đi đâu mất tiêu rồi? Anh đuổi theo, tính bắt tụi thằng Thắng, nhưng mà đuổi theo không có kịp. Rồi công ty gọi anh, nói là có chuyện gấp. Anh đang định gọi cho em nè, hỏi thử là em đang ở đâu. Em đưa cô gái này tới bệnh viện luôn rồi, chỗ ông Nông đang nằm luôn nè. Cô không có bị chấn thương nghiêm trọng, nhưng mà tới giờ vẫn chưa có tỉnh lại. Giấy tờ tùy thân cũng không còn nữa, cho nên không biết làm sao liên lạc với bạn bè người thân của cổ nữa. Chắc là em ở lại để chờ cô tỉnh rồi mới tới xưởng được. Vậy hả? Có cần anh tới giúp gì hay không? Dạ thôi, không cần đâu, anh cứ đi làm đi. Có em ở đây được rồi. Ừ, có gì cần cứ gọi cho anh. Dạ, em biết rồi. Vậy nghe. Vì Đan rất có tình cảm với mình nên tạo nhiều cơ hội để mình và cổ thân thiết hơn. Cô tỉnh rồi hả? Cô thấy trong người sao rồi? Ủa, ở đây là bệnh viện hả? À, phải đó. Tôi đang đi làm thì thấy cô bị giật giỏ bị té. Thấy cô bị thương như vậy cho nên tôi đưa cô vô đây nè.
cô không có giấy tờ tùy thân, cho nên là tôi không có cách nào liên lạc với người thân hay là bạn bè của cô. Cảm ơn anh nhiều lắm. Tôi đang đi thuê mặt bằng, không ngờ lại bị cướp. Bác sĩ nói cô không bị chấn thương sọ não, nhưng mà đầu của cô bị thương, cho nên phải nằm viện vài ngày để theo dõi cô sao? À, cô còn nhớ số điện thoại của người thân hay bạn bè không? Để tôi gọi báo cho họ. Quê tôi ở dưới Bạc Liêu. Tôi lên đây học đại học và làm thêm việc. Người thân tôi ở xa quá, tôi không có muốn họ lo lắng. Với lại tôi cũng không có gì nghiêm trọng nữa mà. Vậy để tôi ra ngoài mua cháo cho cô ăn. Bác sĩ nói là khi cô tỉnh lại phải ăn uống để có sức khỏe rồi theo dõi tiếp. À thôi, làm phiền anh quá, tôi tự lo được rồi. Cô đang bị thương mà, đừng có ngại. Cảm ơn anh nhiều lắm nha. Em tên Hương, còn anh tên gì? À, tôi tên Nghĩa. Lúc nãy đường vắng quá trời luôn, nên tôi đưa cô vô cấp cứu, cho nên chưa báo công an cô bị cướp. À, em nghĩ chắc là phải báo, để công an bắt tụi nó nữa. Nếu không sẽ có thêm nhiều người bị hại giống như em. Anh có số công an khu vực không? Anh gọi báo giúp em được không? Hay để em tự báo? Ờ, tôi có. Vậy tôi bấm gọi cho cô nha. Tại sao phòng tài chính không chấp nhận mà bắt mình sửa lại vậy anh? Đó là số liệu ngoài thực tế, còn số liệu dự kiến thì khác nữa. Vậy thì bao nhiêu mới được? Không quá 2%. Đây. Ừ, dạ. Đó, em thấy không? Chỗ này nè. À, dạ. Đó, em thấy nó khác không? Ừ. Dạ, ừ. Em biết rồi, để em sửa lại. Ủa, Nhân, con. À, cô, sao giờ này hai đứa còn ở đây? Dạ, thưa giám đốc, em còn làm một số việc, chắc có lẽ ở lại tăng ca. À, tôi có xem qua bản kế hoạch của phòng cậu, ok lắm. Nếu như triển khai được mọi việc suôn sẻ như mình đề ra, chẳng những tôi đồng ý với mức thưởng mà cậu đề nghị, mà còn thưởng nhiều chế độ ưu đãi nữa. Dạ, cảm ơn giám đốc đã tin tưởng. Tụi em sẽ cố gắng hết sức mình. Ừ. Làm gì làm, nhớ giữ sức khỏe đó. Dạ. Thôi, tôi về đây. Dạ. Dạ. Thôi mình vô đi em. Dạ. Em xin lỗi anh Nhân, tại vì em mới làm, chưa có kinh nghiệm, nên là có nhiều thiếu sót như vậy. Đâu có ai mới làm mà giỏi liền được. Ngày xưa anh cũng vậy thôi à. Em đừng có ngại gì hết nha, cứ tiếp tục cố gắng. Có gì không hiểu cứ mạnh dạn hỏi anh. Dạ. Cũng hơi đói bụng rồi, hay là mình ra quán trước công ty ăn nha, em đi không? Dạ. Mình đi ăn xong rồi quay lại làm tiếp. Dạ. Mình đi. Dạ. Ngày nào con cũng đi làm về trễ dữ vậy? Bộ trên công ty nhiều việc lắm hả? Hay là tụi nhân viên nó thấy con người mới nó hiếp con? Con mét ông chủ đi, để ông chủ ổng lên dạy tụi nó. Không có đâu gì,
Mấy anh chị đồng nghiệp á tốt với con dữ lắm, tại công việc nhiều quá thôi à. Vậy hả? Vậy mà dì cứ tưởng con chưa ăn uống gì phải không? Để dì vô dì hâm cơm cho con ăn. Dạ thôi, con ăn với mấy anh chị đồng nghiệp rồi. Vậy đi vô đi, dì pha sữa cho con uống. Dạ. Dạ, thưa ba con mới về. Mới về hả? Con ngồi đây, ba có chuyện muốn hỏi thăm con chút. Dạ. Hiện tại phòng kinh doanh đang rất áp lực. Nếu con thấy mệt quá thì ba sẽ tìm cớ chuyển con qua bộ phận khác. Dạo này ba thấy hình như con ốm hơn nhiều đó. Dạ không cần đâu ba. Con thấy làm ở đó rất là phù hợp. Con được học hỏi rất là nhiều điều. Anh Nhân cũng nhiệt tình hướng dẫn cho con nữa. Còn động viên con nữa chứ. Chứ gặp người mới mà lộng cộng như con á, lạng quạng người ta đuổi gì con rồi đó. Mà thấy con rất thiện cảm với cậu Nhân đó hả? Thì anh Nhân là sếp trực tiếp của con mà. Thiệt không? Mà thấy cách con nói về cậu Nhân không chỉ là nhân viên dành cho sếp đâu. Ba nói đi đâu vậy? Khi cậu Nhân vào công ty làm, ba cũng tìm hiểu kỹ về lý lịch, rất bình thường, thậm chí thuộc diện gia cảnh khó khăn nữa. Ba, nếu như con thích người như anh Nhân á thì ba sẽ phản đối hả? Tất nhiên rồi. Con nghĩ á, xuất thân của người ta đâu có quan trọng đâu. Miễn người đó tốt, có nghị lực vươn lên là được rồi. Ba thấy không, như ông Hải á, ổng được cái gia thế, chứ ngoài ra đâu có điểm nào được bằng anh Nhân đâu. Ba chỉ nói giỡn với con thôi, chưa gì đã căng thẳng như vậy rồi. Vậy mà nói không thích cậu Nhân sao? Ba kỳ quá. Con á, đối với ba là tài sản quý giá nhất. Chuyện tình yêu của con ba sẽ không can thiệp. Ba không quan trọng xuất thân giàu hay nghèo, chỉ cần người đó yêu con thật lòng và mang tới hạnh phúc cho con là ba đồng ý. Dạ, nhưng mà thật ra con với anh Nhân chưa có tới mức như ba nghĩ đâu. Con chỉ mới cảm mến ảnh thôi à. Cái đó thì tùy ở con thôi. Nhưng với tư cách là sếp của cậu Nhân, ba đánh giá cao người này, rất có tương lai. Thôi, con ăn cơm rồi nghỉ ngơi. Ba lên trước đây. Dạ, ba nghỉ ngơi sớm nha. Ừ, con tráng nha. Uống rửa đi con. Dạ, con cảm ơn dì. Trời ơi, thì ra là tôi lo xa quá. Có người thích công việc hiện tại này lắm á. Chọc con hoài à. Vì nè, dì hỏi thiệt, con không chịu cậu Hải hả? Cậu Hải á, theo đuổi con mấy năm nay rồi đó. Con không có thích người ăn chơi như ổng. Với lại á, trong thời gian đeo đuổi con, ổng cũng cặp kè nhiều người, chứ đâu phải tốt làm gì đâu dì. Trời ơi, vậy mà dì tưởng cậu Hải theo đuổi con mình con thôi đó chứ. Mà chưa bàn đến những chuyện khác nữa đó. Mà dì cũng đâu có thích người lăng nhăng trăng qua đâu đúng không? Nhổ. Thôi dì lại nghỉ ngơi đi. Dì đứng á. Dạ. Dạ. Vậy là ông Năm chuẩn bị mổ tim hả con? Tự nhiên sáng nay ông Năm mệt lại. Vậy à? Cho nên cũng chưa biết có mổ được hay không đó ngoại. Thiệt tội nghiệp ông quá à. Con sợ thằng Thắng lần này lại đi tù tiếp, ông Năm lại buồn, ảnh hưởng tới sức khỏe. Ủa chuyện gì vậy con? Hồi sáng á, thằng Thắng có giật túi sách của một cô gái, làm cổ té đập đầu bị thương. Cô có gọi điện báo công an khu vực rồi. Con nghĩ chắc họ cũng sẽ sớm bắt được tụi thằng Thắng thôi. Trời ơi, không ngờ mới ra tù mà nó lại gây chuyện nữa rồi.
Dù ông Năm đã mấy lần tuyên bố từ mặt nó rồi, nhưng mà cháu mình dù có ra sao á, mình cũng đâu có thể bỏ nó được đâu con. Phải đúng rồi. Thằng Nghĩa đâu? Ủa, thằng Thắng tới. Ngoại, ngoại ngồi đây nha, đừng ra ngoài nguy hiểm lắm. Thằng Nghĩa đâu? Tụi mày tới đây làm gì? Tụi đàn em của tao dò được là công an khu vực đang điều tra cái vụ cướp sáng nay. Là mày báo đúng không? Tao không có báo. Là cô nạn nhân của mày, người ta báo công an. Nếu ngày mai công an mà gọi điện kêu tao ra nhận dạng, tao cũng sẽ chỉ ra tụi mày thôi. Mày dám nhận dạng tao hả? Tao cho mày mềm thay đó. Tụi mày có gan làm thì có gan chịu đi. Tao làm đúng bổn phận của mình thôi. Mày dám hả? Thôi đi mẹ, dừng tay lại đây. Thôi đi con. Mày lại. Mày không dừng lại, tao báo công an đó. Tao thách mày đó. Dù sao, thằng Thắng này cũng đi tù. Có cái gì đâu mà tao sợ. Nè, tao mà đi tù nữa thì tụi đàn em của tao sẽ thay mặt tao tới thăm hỏi cả nhà của mày thường xuyên đó. Mày chọn đi. Mày đừng có hù dọa tao. Tao không tin là tụi mày có thể ngang ngược lộng hành qua như vậy được. Tao sẽ báo công an liền. Thôi đi Nghĩa, dừng lại. Anh Hải. Nghĩa à, có chuyện gì vậy? Hay là mình báo công an xử lý tụi nó đi anh Hải. Hai bên bình tĩnh lại đi. Chuyện gì cũng có thể giải quyết mà. Báo công an chưa chắc là cách hay. Ông Năm còn đang nằm trong bệnh viện kìa Nghĩa. Nếu mấy cậu không muốn đi tù, hay là đem đồ cướp của người ta trả cho người ta đi, rồi xin lỗi cô ấy, kêu cô ấy đừng có truy cứu nữa. Bà điên rồi hả bà già? Bà nghĩ sao mà kêu thằng Thắng này đi xin lỗi? Không đời nào. Tụi mày muốn gì? Thắng, cách của bà ngoại tao là dạng toàn nhất rồi. Nếu mày không chịu thì tự nhận hậu quả đi. Tao vì ông Năm sẽ không báo công an chuyện này. Còn cô gái bị cướp là chuyện giữa mày với cổ. Tao chỉ làm đúng nhiệm vụ, nhưng dạng theo yêu cầu của công an mà thôi. Mày dám hả? Tụi bay tạm thời đi về đi. Dù có phá nát căn nhà của tao cũng không giải quyết được gì đâu. Cứ để tao nói chuyện với thằng Nghĩa. Đúng. Mày ngon lắm con. Tao không có nói chơi đâu. Tao mà đi tù, mày đừng có hòng sống mày yên ổn. Người nhà của mày coi chừng tao đó. Nhớ đó. Nè hai đứa, phải làm sao bây giờ? Đằng nào cũng không xong với tụi nó đâu. Đừng nghĩ. Nếu như công an bắt em nhận dạng, em cứ tả đại một người nào đó đi, không phải thằng Thắng là được rồi. Anh hai, nếu mình nhân nhượng vậy á, tụi nó lộng hành hoài. Cô Hương hồi sáng á, rất may là không sao. Nếu cậu có chuyện gì án mạng thì sao anh hai? Đừng bao giờ cố chấp nhận bướng như vậy chứ. Bình thường một mình em bị đánh là được rồi. Em thử nghĩ đi, nếu như mà tụi nó đánh luôn bà ngoại thì sao? Em có nghĩ cho ngoại không? Thôi thôi, hai anh em đừng có cãi nhau nữa. Ngoại biết đứa nào cũng có lý của mình hết. Nhân à, ngoại biết con lo cho ngoại, nhưng mà thằng Nghĩa nói cũng đúng đó. Mình không thể dung túng cho tụi nó được. Nếu rủi như có thêm người khác bị nạn thì sao? Nghĩa. Dạ. Con có quyết định sao á, ngoại cũng đồng ý hết. Ngoại không có ngại tụi nó quậy phá đâu. Con ơi, rồi mình á cũng có cách đối phó, con đừng có lo. Dạ. Thôi bây giờ hai đứa vô nhà nghỉ đi con. Dạ. À mà ngoại à, con quên nữa. Lúc nãy con tính đi ra ngoài tiệm dì Tám mua cạc điện thoại, nhưng mà con quên. Dạ. Đi đi con. Đem vô giùm anh. Dạ anh hai. Dạ con đi với ngoại. Mình vô rồi mà. Vô con. Vô đi ca. Này ca, em nghi thằng quỷ anh đó đó.
cố tình nói vậy cho anh em mình rút thôi. Anh nói là cái giống gì? Anh mà ở lại một chút xíu làm quẹt nát cái nhà đó luôn rồi. Tao từ nhỏ chơi với hai anh em nó, tính của tụi nó ra sao tao thừa biết. Thằng Nhân coi vậy mà được, chỉ có thằng Quỷ Nghĩa lúc nào cũng cà chớn thôi. Nóng không? Nóng. Thôi đi, bữa hôm kia nói nóng làm tôi mua cái bánh mì dai nhát như bà già, dai như chết hả? Nóng, chắc chắn nóng nè. Không tin mà cầm thử coi. Đâu, được coi. Trời ơi, bánh mì nóng mà. Biết rồi. Mới ra lò luôn đó. Mua nóng cho nó giòn ăn nó mới ngon. Anh hai, Thằng Thắng nó ăn cắp tiền của người ta kìa. Anh hai, xuống xe. Chạy hả? Làm gì vậy mày? Ê đằng kia, tao mới thấy mẹ ăn cắp tiền của người ta nha. Trả cho người ta chưa? Tao lấy thế nào? Tôi bay nhiều chuyện á. Tôi đánh kỹ ăn tôi bay luôn á. Cái túi mày cạp, rõ ràng tao thấy mày lấy luôn. Trả cho người ta đi. Nè, thở tiền đi. Ê, gì vậy? Cái túi tiền của tôi đâu rồi? Ôm cái gì đông vậy? Mấy cái thằng nhỏ này. Thôi tiền kìa, cái túi đó. Lấy túi tiền này. Ê. Tụi bay lấy túi tiền của tao đúng không? Tao mới nghe tụi bay nói rõ ràng. Dạ không có đâu chú ơi. Tụi con lụm được túi tiền này đằng kia kìa. Chú coi thử phải của chú không? Coi phải của ông không? Đúng rồi, của tôi nè. Thì thối tiền đi. Thôi đi học đi. Lấy lại rồi cảm ơn nó đi. Chú coi thử có phải của chú không? Còn không á là con đem lên phường á. Ê. Đúng rồi, của tôi mà. Thôi mà thôi, tụi nó trả rồi. Đi bán đi, đi học đi tụi con. Thằng này mày. Ba đứa tao bay mày cho tao. Mày ơi. Sao? Ngon nhà đi đâu? Mày luôn á. Sợ mày quá. Sợ mày à. Nè, tụi bay đứa nào lấy túi tiền của tao? Dạ, không có đâu chú. Cái này á là túi tiền tụi con lụm được. Chú biết không? Hai thằng đó nó đòi chia. Nó không chịu đem nộp công an nên mới cãi lộn với nó. Chứ tụi con mà muốn ăn cắp á là tụi con giữ, trả chú làm gì? Đúng không? Cũng đúng. Dạ. Cảm ơn con nghe. Dạ. Thôi đi học đi. Thằng này ngoan nè. Dạ. Còn mày á, không được rồi đó. Gì vậy trời? Bánh mì đây, bánh mì nóng đi. Anh có nói gì ông không vậy? Thằng Thắng ăn cắp tiền mà. Thằng Thắng ăn cắp bất quá bị ông Năm chửi, rồi bị trường cảnh cáo thôi. Với lại á, chắc chắn thằng Thắng nó sẽ thù hai anh em mình. Mà nó ăn cắp rõ ràng mà. Anh mới giúp mày á, mày không biết cảm ơn anh hả? Mà vậy là nói dối mà. Bây giờ mày muốn nói dối hay là mày muốn bị thằng Thắng đánh gãy răng? Khỏi đi học. Đi học lẹ đi, trễ rồi. Nhanh lên. Alo. Tao Nhân đây. Mày ra bờ sông đi. Tao có chuyện muốn nói với mày. Được rồi. Kêu ra chỗ tao nhậu nói luôn. Hẹn ra đây làm chi cho mất công vậy? Ở đây không có ai, dễ nói chuyện. Không thôi, nếu nhà nghe thấy thì thằng Nghĩa nó chưa báo công an, cũng đã tới tay công an rồi. Tụi mày giải quyết xong hết chưa? Nó với bà ngoại tao vẫn cứ quyết báo công an. Còn mày, mày thực sự không chịu xin lỗi con nhỏ đó sao? Biết rồi nó bỏ qua cho mày. Ở dưới tao còn tụi đàn em. Tao mà làm chuyện mất mặt như vậy, tụi nó còn coi tao ra cái gì? Không giúp được cái thì biến, làm tốn thời gian. Tao nói giúp được là tao giúp. Từ nhỏ đến lớn, không phải tao là người luôn giúp mày giải quyết im xuôi đó sao? Đứng lại mày. À, kỳ này tao cho mày mềm xương. Nghĩa, Nghĩa ơi, Nghĩa. Ê, mày khỏi kêu luôn. Tao thấy Nghĩa với bà vậy đi ra chợ bán chè rồi. Không có ai già đồ cưng. Sao? Sao? Quang, Quang. Khoan. Gì?
Hồi sáng tao nói giúp mày á. Giúp là giúp sao? Rõ ràng á là anh em của tụi bay gây sự trước với tao. Không thôi là tao đi em rồi, còn trả túi cho ổng nữa. Giúp là giúp sao? Thì đúng rồi, ban đầu á là thằng Nghĩa phát hiện ra mày, tao cũng cản nó rồi mà. Mày cũng biết tính nó rồi mà. Nhưng mà lúc đó tao thấy ông bán bánh mì á, ổng đã nghi ngờ mày rồi. Tao mà không làm vậy á, mày bị bắt rồi sao? Với lại ở trường á, mày bị kiểm điểm 2 lần rồi. Bộ mày muốn bị đuổi học phải không? Muốn bị ông ngoại mày đánh đúng không? Tao đang giúp mày đó. Tao với mày là bạn đó giờ, tao hại mày làm gì? Chỉ có thằng Nghĩa nó mới thích gây chuyện với mày thôi. Mày... thầy không? Đương nhiên là tao nói thiệt rồi. Được. Ê da, tao Nghĩa thôi. Vậy từ nay mày làm anh em với tao. Nhưng mà mày phải nghĩ cho anh em mày ra đi, chứ để nó kiếm chuyện tao hoài, phá chuyện làm ăn của tao nữa. Mày nghĩ sao mày kêu tao làm chuyện đó vậy? Nó là em ruột của tao mà. Tao mà làm vậy á hả, bà ngoại đánh đòn tao chết luôn á. Thằng Nghĩa hay phá mày đúng không? Tao với mày á làm bộ không thân thiết gì đi, nó mà có vạch ra mấy cái vụ mà mày quậy phá gì đó thì vẫn còn có tao nghĩ cách giúp cho mày, giống như là lần này đó đúng không? Cậu đúng. Đợt đó giúp tao xong, mày cũng nhờ tao đi chặn đánh một thằng học cùng lớp mà mày ghét thôi. Còn nhỏ thì suy nghĩ đơn giản lắm, bây giờ lớn lên rồi tao mới hiểu, thì ra bị mày lợi dụng đó. Rồi lúc thằng đó đi mét giám thị, đâu có ai tin lời tao nói, là mày kêu tao đi đánh thằng đó. Bởi vì mày trước giờ là con ngoan trò giỏi mà. Bây giờ sao? Tính lợi dụng tao làm gì nữa đây hả? Mày cũng đã nói là lớn rồi mà, đã ra đời thì phải biết những mối quan hệ để đôi bên cùng có lợi. Tao nói có cách giúp mày là nhất định phải có. Khi nào cần mày trả ơn, tao sẽ báo sau. Mày sao? Có đồng ý hay không? Tao vừa mới ra tù, tất nhiên là không muốn trở lại rồi. Ông Năm, nay ông Năm thấy trong người khỏe chưa? Ông cũng còn mệt lắm. Ủa, chị Phấn đâu ông Năm? Cô mới đi lấy thuốc cho ông rồi con. Con đem cháu cho ông Năm nè. Ừ, con bỏ qua bên đó đi. Nghĩa. Chị Phấn. Cậu mới tới hả? Em cũng đem cháu cho ông Năm nè. Dạ, để tôi cho ông Năm ăn. À, cậu Nghĩa, cái cô phòng bên đối diện á, hình như cổ dậy rồi đó. Vậy hả? Vậy để em mang đồ sáng qua cho cổ rồi gặp cổ luôn. Ông Năm, con qua bạn con chút nha. Ừ. Cậu Nhân. Dạ, để tôi. Ông Nhân Năm hả? Dạ, hôm nay con nghe ông Năm bệnh mà con bận đi làm suốt. Con chỉ hỏi thăm được thằng Nghĩa. Dạ, hôm nay con tới đây để con thăm ông Năm. Rồi sẵn con ghé công ty con đi làm luôn. Con có mua một ít quà cho ông Năm bồi bổ. Ừ. Phấn, dạ, tháo giùm ông cái này. Cảm ơn con nghe. Thằng Nghĩa nó cũng mới ở đây, nó qua bên phòng bên thăm bạn của nó rồi. Dạ, con cũng có nghe nó nói. Thằng Nghĩa nó cũng khó xử lắm. Ông Năm đừng có giận nó nghe ông Năm. Hả? Bộ có chuyện gì hả con? Thằng Nghĩa khó xử chuyện gì?
Bộ thằng Nghĩa nó không có nói gì với ông Năm sao? Cái chuyện của cô gái mà nó đang qua thăm đó. Cái chuyện đó bạn nó gặp tai nạn thôi. Mà có chuyện gì vậy con? Nói ông nghe đi. Vậy mà cô tưởng đâu thằng Nghĩa nó nói cho ông Năm nghe rồi. Chắc là nó sợ ông Năm buồn. Cái cô gái đó không phải là bạn của thằng Nghĩa. Cô bị thằng Thắng giật cái vỏ sách. Cái gì? Cho nên mới té bị thương. Thằng Thắng? Dạ bình tĩnh ông Năm ơi. Nó làm sao? Dạ nghe con nói sao? Ông Năm bình tĩnh, ông Năm bình tĩnh. Con nghe đâu á là cô gái đó báo công an rồi. Con nghĩ á là nay mai rồi công an sẽ điều tra, bắt thằng Thắng đi tù. Trời ơi, không ngờ nó vẫn chứng nào tật nấy. Nó mới vừa đi tù về, bây giờ lại đi tù nữa. Tiền án tiền sự như vậy hoài thì bao giờ nó mới hoàn lương được. Trời ơi. Dạ ông Năm à, ông Năm cứ bình tĩnh. Ông Năm bình tĩnh nghe ông Năm. Dạ thật lòng á, con cũng muốn giúp ông Năm lắm. Hay là bây giờ mình qua bên đó, mình ăn nỉ cô gái đó coi sao. Cô gái đó mà không tri cứu nữa thì cũng ai sẽ bỏ qua cho thằng Thắng. Được rồi. Bây giờ mình đã con đã khoan khoan. Con dìu ông qua bển liền. Nhưng mà bây giờ ông Năm đi nổi hay không? Trời ơi, nổi hay không nổi cũng phải đi qua bển gặp người ta. Ông qua bển để năn nỉ người ta. Ông phải cứu nó. Dạ. Giá nào ông cũng phải cứu nó. Tỉnh lại đi. Dạ, dạ. Ông phải cứu nó. Ủa, anh Nghĩa. Ủa, cô dậy rồi hả? Dạ. Cô thấy trong người sao rồi? Em cảm ơn anh. Lúc này bác sĩ khám lại rồi, nói em ổn nên sáng mai em xuất viện. Em sẽ trở về nhà trọ rồi nhờ thợ mở ổ khóa lấy tiền gửi lại cho anh tất cả những khoản viện phí, tiền thuốc, ăn uống mấy bữa nay. Không cần gấp vậy đâu, từ từ cũng được mà. À, ngày mai mấy giờ Hương xuất viện vậy? Để tôi tranh thủ xuống xưởng xong rồi chở Hương về nhà luôn. Dạ thôi không cần đâu anh. Anh lo cho em từ hôm qua tới nay là em cảm ơn anh nhiều lắm rồi. Mà cũng may em gặp được người tốt như anh Nghĩa. Tôi thấy Hương không có người thân, cho nên giúp được việc gì thì tôi giúp thôi. Với lại tôi cũng có chuyện giấu Hương. Thật ra tôi biết kẻ đã giật chỗ của Hương là ai. Nhưng mà lúc Hương gọi báo công an hôm qua tôi không khai ra. Tôi xin lỗi Hương nha. Không lẽ là người quen của anh hả? Đó là cháu của ông Năm, chủ Sương Mộc. Tuy tôi với nó không có bà con gì hết, nhưng mà tụi tôi lớn lên cùng nhau. Thực sự tôi thấy hôm qua trong lòng tôi rất là mâu thuẫn. Sợ gì tôi không có nói là tại vì ông ngoại của nó là ông Năm đang nằm trong bệnh viện chờ phẫu thuật. Tôi sợ ảnh hưởng tới sức khỏe của ông Năm. Thì ra là vậy. Hương ngăn cháu nha. Tôi dạ. Ủa? Vô điều. Ủa? Ông Năm, sao ông Năm tới đây vậy? Ông Năm ngồi xuống. Dạ, đi. Con chào ông. Chào. Dạ, ông Năm ngồi đi. Anh xin lỗi, anh cứ tưởng đâu là em nói cái vụ thằng Thắng với ông Năm rồi, cho nên anh lỡ nó hớ ra. Nghĩa, sao con lại giấu ông vậy Nghĩa? Dạ, con xin lỗi. Con sợ ông Năm lo lắng ảnh hưởng tới sức khỏe. Có phải đây là cô gái mà thằng Thắng nó cướp gây ra tai nạn đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Dạ, đây là Hương. Cô Hương, tôi là ông ngoại của thằng Bất Trị đó. Là lỗi do tôi không biết dạy cháu tôi, cho nên nó mới gây hại cho cô. Con dạy thì cãi mang, nhưng do cha mẹ nó mất sớm, tôi thay cha mẹ nó lo lắng cho nó, dạy dỗ nó. Tôi mong cô bỏ qua cho nó lần này nghe cô. Thiệt hại bao nhiêu
tôi sẽ đền bù thiệt hại hết tất cả cho cô. Tôi mong cô, tôi cầu mong cô. Ông Năm à, nó vừa mới ở tù ra, bây giờ nó ở tù nữa thì biết chừng nào nó mới có cơ hội làm lại cuộc đời. Ông xin ơi, cô, ông đừng làm vậy tôi mà. Tôi gian cô. Con... Tôi xin cô tha cho nó. Cô tha cho nó đi, tôi mang ơn cô suốt cuộc đời. Cô xin cô. Ông Năm à, ông Năm ơi. Cô tha nó cho cháu. Ông Năm à, ông Năm ơi, ông Năm. Ông Năm à, Nghĩa, Nghĩa. Ông Năm à, Nghĩa. Em mau đưa... Cô Phấn, đưa về phòng đi. Đưa Năm về phòng đi. Cô có kích động quá. Cô tha cho nó đi cô. Ông về nghỉ ngơi đi. Tôi mang ơn cô nhiều. Cẩn thận. Từ từ thôi ông. Cô Hương à, tôi là Nhân, anh ruột của thằng Nghĩa. Tôi không có bà con thân thiết gì với ông Năm và thằng Thắng. Nhưng thật sự tôi thương cảm cho hoàn cảnh của ông Năm lắm. Tuổi già neo đơn bệnh tật, lại có thằng cháu không nên thân. Hay là cô tốt bụng suy nghĩ lại, bỏ qua cho nó nha con. Thật sự em không phải tiếc là gì mất của, nhưng mà em rất sợ những người đó được tha rồi lại ngựa quen đường cũ, gây thêm thiệt hại nguy hiểm cho rất nhiều người khác nữa. Tôi tin lần này là tụi nó cũng có một bài học rồi. Quan trọng là tình người mà cô. Cô coi như thương Năm già cả đi. Chỉ cần cô gọi báo công an là không truy cứu nữa thì họ cũng sẽ bỏ qua và không điều tra nữa. Thôi được rồi, tôi sẽ báo lại với bên công an. Anh nói với ông Năm yên tâm nha. Tôi cảm ơn cô nhiều lắm. Vậy tôi về phòng chăm sóc ông Năm nghe. Ừ. Hay là mình trốn trước đi đại ca, chứ công an mà tìm tới là mình không còn đường lui luôn đó. Thằng Nhớ nó cam đoan là giải quyết được. Tao tin là nó không nói xạo mình đâu. Cứ chờ coi sao. Ai vậy? Thằng Nghĩa tới đại ca. Thắng, thằng khốn, mày tới đây chi mày? Ngồi xuống nói chuyện mày. Cô Hương đồng ý, không truy cứu tụi mày nữa. Nè, chắc là mày không có rảnh tới đây chỉ báo tin vậy thôi hả? Người ta bỏ qua cho tụi mày rồi, tụi mày cũng phải trả túi, giấy tờ cho người ta chứ. Trả gì trả mày? Cầm bà nó rồi, giờ đạo đâu ra trả cho mày? Có cầm á, cũng phải chuộc lại trả cho người ta chứ. Ông Năm là vì mày đó, mới đưa tiền để chuộc đồ lại cho cô Hương. Tụi bay không tỏ chút thành ý á, Hương đổi ý, hối hận tráng chịu. Ông. Dạ. Dẫn đi chuộc lại đi, cho xong chuyện cho rồi, lẹ đi. Dạ. Nhanh. Nè, lần này á, cô Hương là vì nghe lệnh hai tao khuyên, nghĩ tình ông Năm cho nên mới tha cho tụi bay. Tụi mày lo mà tu tâm dưỡng tính đi. Mày im cái miệng của mày đi, mày đừng có dạy đời tao. Đi. Mày ra ngoài chờ tao một tí đi, làm gì tao trốn mày vậy đó. Nhìn thấy ghét. Đại ca, đúng là cà chớn khó ưa thiệt á. Chuyện nào cũng có cái mặt nó ló vô hết, còn ra vẻ ông nội, vẻ đời. Em là em cai nó lắm luôn rồi đó, có cơ hội là em lụm nó liền á. Thôi, đi giải quyết công chuyện đi. Dạ. Cẩn thận hả mày? Dạ biết rồi đại ca. Alo, chú Sáu Nảm hả? À, dạ. Con là Hương ở trong nhà trọ của cô Chín nè chú. Chú có rảnh chú tới mở khóa giùm con nha chú. Dạ, con cảm ơn chú. Hay là quan kia ngồi chờ người ta tới nha.
Dạ. Cô may quá, chuột lại được cái giỏ với giấy tờ của Hương. Em cảm ơn anh nha. Hương có số của tôi rồi đó, có cần gì á thì cứ gọi cho tôi nha. Em cũng khỏe rồi, anh giúp em quá trời luôn, em không dám làm phiền anh nữa đâu. Đừng có ngại mà, thấy người hoạn nạn phải ra tay giúp thôi. Huống hồ Hương cũng đã tha thứ cho thằng Thắng rồi, tôi phải cảm ơn Hương mới đúng chứ. Ông Năm là thầy của tôi coi ông Năm giống như người thân của mình vậy. Em cũng hy vọng là sau chuyện này anh Thắng đó sẽ thay đổi, cho ông Năm được yên lòng. Ừ, tôi cũng mong là như vậy đó. À, hôm qua Hương nói là thuê mặt bằng mở shop hả? Có phải Hương định thuê cái mặt bằng ở chỗ Hương bị tai nạn không? Dạ đúng rồi anh, em định thuê chỗ đó. Đang đợi chị chủ ra gặp mặt thì gặp tai nạn. Chắc chút nữa em liên lạc lại với chị coi làm sao. Nè, Hương muốn mở shop á, Hương đừng có thuê chỗ đó nha. Sao vậy anh? Chỗ đó vắng vẻ, ít người qua lại, cho nên chị chủ mới đóng cửa sang nhượng lại đó. À, huống hồ gì Hương thấy không, hôm qua bị tai nạn á, đường vắng dữ lắm. Anh nói cũng đúng, chỗ đó em thấy vắng thiệt. Tại thấy cửa hàng rộng rãi nên em mới định thuê. Tôi cũng biết vài chỗ cho thuê nè, nếu Hương muốn á, tôi sẽ chở Hương đi coi thử. Nếu được vậy thì tốt quá. Thiệt tình là em không muốn quen biết nhiều bạn bè, cho nên cái gì em cũng phải tự mò tìm vậy đó. Hương nghỉ ngơi cho khỏe đi, ngày mai chủ nhật tôi được nghỉ nè. Nếu mà Hương không ngại, tôi sẽ qua chở Hương đi coi nha. Dạ, vậy em cảm ơn anh nhiều lắm. Hay là tụi mình làm bạn đi nha. À, tôi chỉ sợ Hương ngại là mình mới quen chưa có lâu thôi. Bình thường em cũng không dễ kết bạn vậy đâu, nhưng mà anh Nghĩa là ngoại lệ đó. Mình là bạn rồi thì mình đừng có xưng hô xa cách nữa, anh chịu không? À, chắc là thời sự khóa cũng sắp tới đó. Ờ, anh hai. À, chuyện thằng Thắng giải quyết xong rồi hả? Xong hết rồi, em cũng đưa Hương về nhà luôn rồi. Ừ, anh cũng mong là thằng Thắng nó sửa đổi để cho ông Năm đỡ khổ. Em cũng mong là vậy, dù biết rằng là chắc cũng sẽ khó khăn lắm. Cứ từ từ, biết đâu nó thay đổi. Dạ. Anh đã nói là không cần gấp, cứ từ từ mà làm. Giờ này mà còn đục đẽo gì nữa. Tại vì em làm hơi lâu, cho nên em tranh thủ anh hai. Chỉ cần giống giống là được rồi, không có cần tỉ mỉ lắm đâu. Phải tỉ mỉ mới được chứ, làm cho anh hai mà. Nhân, Nghĩa. Ủa, ngoại. Quà tặng bạn gái tương lai thì phải tỉ mỉ mới có thành ý chứ con. Đáng lý á phải chính tay con làm, phải hay hơn Nghĩa không? Ờ, con cũng tính làm, nhưng mà ngoại biết tay nghề của con đó, làm sao làm đẹp bằng thằng Nghĩa được. Chính vì vậy con mới nhờ nó. Anh hai đừng có lo, bất kỳ sản phẩm nào á em cũng sẽ làm tỉ mỉ hết. Huống hồ gì đây là đơn hàng đặc biệt của anh hai, em càng phải có tâm hơn nữa. Còn con đó, có bạn gái mà không cho ngoại biết gì hết trơn, thấy thằng Nghĩa làm, ngoại tra hỏi nó mới khai là làm cho con, ngoại mới biết đó chứ. Dạ, tại chuyện vẫn chưa tới đâu, con không biết là cổ có chấp nhận tình cảm của con hay không, cho nên con mới chưa nói cho ngoại biết. Mà nè, cô gái đó, cổ tên gì con, quê quán ở đâu, rồi tính tình sao hả con? Ngoại, chứ gì mà trên mặt của ngoại
hiện lên chữ mê cháu dâu rồi kìa. Chứ làm sao. Còn gì nữa nè hen, ngoại nói nghe nè, bằng tuổi hai đứa đó là người ta có vợ có con đùm đề đàng hoàng rồi. Ngoại mong tụi con á lấy vợ sớm sớm rồi sinh con đẻ cái cho ngoại ấm bồng cho nó vui. Mà nói đi á thì cũng phải nói lại, tại cũng vì gánh nặng gia đình mà hai đứa suốt ngày chỉ lo làm việc rồi để dành tiền đó trả nợ. Bị vậy mà có còn thời gian đâu mà yêu đương như người khác. Cũng tại ngoại hết. Ngoại, nếu năm đó bà ngoại không gặp tai nạn. Ngoại đừng có nói như vậy. Ngoại đã cực khổ nuôi hai anh em tụi con không lớn mà. Tụi con chỉ cần ngoại ở bên cạnh tụi con là đủ lắm rồi. Dạ đúng đó ngoại. Ngoại với anh hai nè, em có mấy anh trong xưởng giới thiệu cho em một anh thám tử kia kìa. Anh nói anh này từng tìm kiếm rất nhiều vụ thất lạc người thân, con định nhờ ảnh giúp tìm mẹ giùm tụi con. Phải rồi, vậy đi con. Con nhờ người ta thử coi sao nghe. Dạ. Đã 25 năm rồi, không ngờ nó không có một lần nào trở về đây thăm bà cháu mình, mà cũng không có tin tức gì nữa chứ. Ngoài à, ngoài đừng có buồn nữa. Con tin là nhất định có một ngày mẹ con trở về với gia đình mình mà. Ngoài à, thằng Nghĩa nói đúng đó ngoài. Bây giờ cũng khuya rồi, ngoài đi nghỉ cho khỏe nghe. À, bà ngoại có chừa cơm con đó, con vô con ăn đi. Lúc này con hay về trễ, con tự ăn ở ngoài được rồi ngoại. Ăn ngoài thì ăn, ngoại vẫn chừa. Rủi con về con đói thì con ăn nghe không? Dạ. Con làm rồi con đi nghỉ sớm sớm nha. Con biết rồi, ngoại ngủ sớm nha. Dạ. Ngoại vô. Đi con. Nghĩa, mấy cái tay thám tử bây giờ ít người được việc lắm, đừng có thuê làm gì, vô ích. Nhưng mà mình cũng phải thử thôi anh hai, biết đâu tìm được mẹ. Anh sợ ngoại buồn nên anh không nói. Nếu như mẹ muốn về thì mẹ đã về lâu rồi, chứ không phải là bỏ đi suốt mấy chục năm, mặc dù anh tính tới vậy đâu. Dạ, nhưng dù sao mẹ vẫn là mẹ của mình mà anh hai. Anh chỉ nói vậy thôi, tùy em. Cũng trễ rồi, anh vô nghỉ trước. Dạ. À, cái này không có gấp, em làm từ từ thôi. Cũng nghỉ ngơi sớm đi nghe. Dạ, em biết rồi anh hai. Chắc là anh hai còn giận mẹ bỏ rơi ảnh và mình không lo. Mấy chậu cây này á dễ chăm sóc lắm, cứ khoảng 2-3 ngày á mình tưới nước là được rồi. Vậy á, để anh chở về sớm cho em. Ủa, cô cũng muốn mua chậu này nữa hả? Cô muốn mua loại này hả? Dạ đúng rồi. Cô tính mua chậu này hả? Cái này chỉ còn một chậu thôi hà. Hồi nãy cái cậu này có mua rồi, mà cậu này mua nhiều loại nên tôi chưa có lấy kịp. Mấy cái chậu này cũng đẹp mà, cô lấy đi. Vậy chừng nào có hàng loại này nữa vậy chị? Tại vì em chỉ thích loại sen đá một màu, không quá sặc sỡ như vậy thôi à. Cái loại này là thứ hai tuần sau có. Hay là thứ hai em quay lại đi. Dạ. Hay là cô lấy chậu này đi, để tôi lựa chậu khác cũng được, không sao đâu. Thôi, anh mua rồi mà. Nè, cô cứ lấy đi, đừng có ngại. Em cảm ơn anh. Mày có chắc là nó vô đây? Chắc, tao thấy nó đi vô đây mà. Đi đâu cũng gặp mặt cái thằng thấy ghét, vô chơi nó được không? Đi. Chị ơi, cái này bao nhiêu vậy? Cái này 150 ngàn cô. Dạ, vậy để em coi thêm mấy chậu nữa rồi tính tiền luôn ha.
Sao tự nhiên cô tát tôi? Anh vừa sàm sỡ tôi đúng không? Cái gì? Đúng rồi đó. Đúng rồi. Tôi thấy rõ ràng nè. Có món về á thì nhận đi. Mày đặt thanh minh cái gì? Đúng rồi, đưa nó lên phường đi cô. Tôi... Nè, tụi mày làm vu khống tao đúng không? Cô hiểu lầm rồi. Tôi nói làm, tôi nói đổ thừa tôi không có. Anh còn dám chối nữa hả? Ngay từ đầu á là tôi thấy không ổn rồi. Cố tình đụng chạm tay chân tôi, đưa chậu sen đá cho tôi. Tôi quý mến cô, cho nên tôi mới nhường lại cho cô thôi. Mày nhận rồi ha? Nó nhận á, nó khoái cô, cho nên nó mới về cô đó. Ờ, đúng rồi. Nè, tụi mày im đi. Chị chủ ơi. Có gì không cậu? Ừ, tiệm này có camera không? Chị mở giùm tôi camera đi, mọi chuyện sẽ rõ thôi. Tụi tôi không có camera cậu ơi. Trời ơi, hên cho cái thằng dơ sờm này. Ở đây không có camera, không có gì để làm bằng chứng hết. Tụi mày... Thôi cô ơi, cô làm ơn thông cảm bỏ qua cho cậu này đi. Chỗ tôi buôn bán á, nếu mà công an phường xuống á, tôi rắc rối lắm. Còn cậu nữa, nếu mà lỡ làm á thì thành tâm nhận lỗi với cô ấy đi, để cô bỏ qua cho. Tôi nói rồi, tôi không có làm mà. Nè cái anh này, tôi nể tình chị chủ nên mới không làm lớn chuyện nha. Mà tôi cũng không cần lời xin lỗi của tên biến thái nha anh nữa. Anh nhớ mặt tôi á, còn lần sau nữa đừng có trách tôi. Ở đây á, nhìn cái mặt của anh còn ghê tởm hơn nữa. Trả nè. Đáng đời. Cái đồ dây sồn. Thằng biến thái. Đồ khốn. Tụi mày cố tình đúng không? Ê, tụi tao hai, mày một. Dám chơi lại không? Thôi thôi thôi. Trời ơi, mấy cậu ơi, chỗ tôi buôn bán mà mấy cậu. Tụi mày có chừng đó. Ê ê, cậu ơi. Ê cậu, còn cái đống cây kia làm sao cậu? Rồi hả? Ủa, rồi còn cái cảnh là phải trở về sao hả anh? Ờ, xin lỗi em nha, có chút xíu trục trặc cho nên anh chưa có mua cây cảnh được. Anh chỉ mới đặt hàng ở đó thôi. Hay là một lát em qua bên đó nhận, kêu ba gác, rồi cho xe chở về giùm anh nha. Dạ, không sao đâu anh. Mấy cái này em mua mà. Đáng lẽ em phải tới đó mới đúng. Bộ, anh nghĩ có chuyện gì hả? Thực ra là... Cô em cẩn thận đó nha. Nó là cái thằng dê sồn biến thái. Vừa ở cái tiệm cây cảnh vừa rồi, nó mới sàm sỡ con nhỏ kia còn bị tát rồi đó. Đúng rồi đó cô em. Cô em coi chừng cái thằng biến thái này. Nó đang âm mưu hãm hại đời của em đó. Chính tụi mày đã hãm hại tao với cô gái đó. Còn vu khống tao với Hương nữa hả mày? Thôi anh Nghĩa, anh bình tĩnh lại đi. Mày ngon, mày thử mày nhào vô thử coi. Mày coi cái cửa tiệm này có nát hay không. Còn cô nữa, ráng mà tin nó đi. Mai mốt có chuyện gì hối hận, ráng mà chịu nghe không? Mấy người im giùm tôi đi. Tôi tin vào nhân cách của anh Nghĩa. Ảnh không phải là người như vậy. Đây là shop của tôi. Mấy người đi ra giùm tôi một cái. Ráng mà tin nó đi. Đồ ngu. Đi. Đây. Đi mày. Thôi mà anh Nghĩa. Tụi mày. Anh Nghĩa. Thôi. Anh Nghĩa đừng có buồn nữa. Tiếp xúc với anh lâu nay, em hiểu con người anh ra sao mà. Nhìn tụi nó là biết không đàng hoàng rồi. Sao em có thể tin lời tụi nó được? Anh cảm ơn em nhiều lắm vì đã tin tưởng anh. Tại vì từ đó tới giờ anh chưa bao giờ bị oan ức như vậy. Rồi lại với cô gái đó nữa chứ. Cho nên anh khó chịu trong lòng dữ lắm. Bộ anh quen cô đó hả? Ờ, Nghĩa à, mày đang nghĩ cái gì vậy? Đó là người mà anh hay thích mà. Không phải, ý anh nói là với phụ nữ thôi. Thôi anh đừng có buồn nữa. Mình sống sao không thẹn với lòng là được mà. Ờ, anh không sao đâu. Thôi, bây giờ anh phải về xưởng làm việc đây. Em cứ tới cửa hàng đó đi. Chọn cái cảnh xong rồi cho xe chở về đây nha. À, từ đây về sau có cần gì cứ gọi điện cho anh giúp nha, đừng có ngại nha. Dạ, em biết rồi. Anh Nghĩa về cẩn thận nha. À, anh biết anh rồi. Về. Anh đi nha. Dạ.
tình hình sao rồi cậu? Dạ, theo như thông tin mà người bên con báo về á, thì năm xưa cô Hiền ra Phan Thiết nương nhờ cô Nga. Sau đó có một số biến cố gì đó, cô Hiền sinh khó nên cổ đã qua đời. Cậu nói thật sao? Dạ, chuyện năm xưa cô Hiền đi lấy chồng đó, có thể là một ai đó đã đánh lừa chú thôi à. Vậy còn đứa con của Hiền? Dạ, cô Hiền sinh được một đứa con trai. Đứa bé đó đã được cô Nga nhận nuôi. Nhưng khi con hỏi thăm hàng xóm của cô Nga thì họ nói rằng năm đó chồng của cô Nga dở nợ nên đã tự vẫn. Còn cô Nga vì trốn nợ bọn cho vay nặng lãi nên cô Nga cũng đã bỏ đi biệt xứ. Từ đó không có ai biết tung tích gì về cô Nga hết. Chú có hình ảnh gì về cô Nga không? Như vậy thì con sẽ dễ tìm kiếm hơn đó. Tôi không có. Nga ngày xưa là bạn thân của Hiền, tôi chỉ gặp vài lần thôi. Sau đó thì Nga theo chồng ra Phan Thiết sinh sống nên tôi không có gặp lại. Như vậy thì hơi khó đó. Dù gì thì cũng đã 25 năm rồi. Thôi, để con tiếp tục dò hỏi thông tin về người thân của cô Nga, biết đâu có được tin gì. Các cậu cố gắng tìm cô Nga giúp tôi, bao nhiêu tiền tôi cũng trả hết. Dạ, chú cứ yên tâm đi, tụi con sẽ cố gắng hết sức. Thôi, con xin phép chú con về. Chào cậu. Dạ chào chú. Làm gì vậy? Người đó, cậu là thám tử cho ba tôi thuê hả? Đúng vậy. Vậy đã tìm được người đó chưa? Chuyện này á, anh nên hỏi lại chú Phước. Tôi là con trai của ổng, hỏi tin tức về đứa con thất lạc của ổng không được hay sao? Anh thông cảm, chú Phước mới là khách hàng của chúng tôi. Nguyên tắc của chúng tôi á là không được tiết lộ thông tin cho người khác. Chào anh, tôi về. Tội ngài, chỉ biết mẹ con người đàn bà đó.
Hiền ơi, anh xin lỗi em nhiều lắm. Cứ tập trung làm từng gỗ của cổ cho nên mới có cảm giác tội lỗi, thích cổ thôi. Bây giờ cũng đã xong rồi, phải nhớ cổ là người yêu của anh Hai, chị dâu tương lai của mình. Làm gì đó? Kiếm tao hả? Ê, bà Sáu với anh Nhân mày đâu rồi? Ngoại tao đi học khu phố rồi, còn hai tao đi làm chưa về. À, lúc này tai nạn hơi nhiều nên chắc là học khu phố cảnh báo đó. Ê, ở đây chắc là tụi thằng Thắng đó. Còn cả sông bài của mày nữa kìa. Ê, nè, còn khuya mới bị phát hiện, mày đừng có hù tao. Ê, gì á? Gì á? Này nè. Ê, đẹp ghê ta. Mày có làm bán không vậy? Làm bán cho tao một con. Bán cái gì mà bán? Cẩn thận. Ê, làm hư của tao bây giờ. Mày làm quá, làm như người yêu mày vậy. Ê, hay là làm tặng bạn gái? Mày có bạn gái rồi hả? Tầm bậy tầm bạ. Làm cho anh Hai tao. Gì? Nói vậy là anh Nhân có bạn gái rồi. Ôi trời, chuyện của anh Hai tao mày quan tâm làm gì? Nhiều chuyện không nói thì thôi. Jeez. Tao tính qua kiếm mày, đặt cho Ngọc cái bàn trang điểm. Ngọc đâu vậy? Bạn gái của tao chứ ai. Còn mày á, ném tao hả? Ném đi. Tao là bạn thân của mày, vậy mà không thèm để ý gì hết trơn. Mày suốt ngày ở sông bài mà có thấy bóng dáng mày đâu, mà tâm với tình. Nè, tao nói cho mày biết nha, mày bớt chơi lại đi. Nợ món quà người ta đuổi học mày luôn bây giờ đó. Thôi, thầy giám thị nói như ông già vậy đó. Mày khỏi cần lo nữa. Hết thời gian chạy nợ môn, tao bị đuổi luôn rồi. Hả? Hết nói nổi mày luôn. Rồi giờ tính sao? Đơn giản thôi. Bây giờ mày thấy không, nhà tao giàu, cần gì phải học lấy bằng cấp làm chi. Mai mốt tao xin tiền mẹ tao mở một quán cà phê, tao tự làm chủ luôn. Bây giờ mày thấy không, bao nhiêu người á ra trường bằng cấp này bằng cấp kia, cuối cùng sao? Thất nghiệp, ở nhà không có việc làm. Úi. Mà nè, ê, chuyện gì nói được, nhưng chuyện này tao cấm mày. Đặc biệt là với mẹ tao và Ngọc, tuyệt đối cái chuyện mà tao bị đuổi học không được nói. Vì tao lỡ nói với Ngọc rồi là tao đang học thạc sĩ. Mày học thạc sĩ? Kệ tao mày. Mày biết tao không biết nói dối mà. Ai hỏi gì tao nói thiệt tráng chịu. Cái thằng... Nè, mặt tao nè. Trời đi. Không hiểu sao tao làm bạn với mày được luôn á. Mà thôi, tùy mày. Nè, mẹ tao cũng không có rảnh mà hỏi mày. Với lại Ngọc á cũng chưa biết mày. Tao đâu có sợ, nhớ nha, làm cho tao đó chút đơn. Giờ tao dẫn Ngọc đi mua xe. Ê, mua xe gì vậy? Mày nghĩ sao vậy? Hôm nay tao để bạn gái tao đi xe buýt, cực khổ quá mà, tao đi mua xe cho bạn gái tao. Vậy ha. Biết rồi. Nè, bớt đến bài lại đi. Câu trước còn được, câu sau khó ưa rồi đó. Như ông già. Thank you.
Hy vọng cô không vì chuyện đó mà ghét lây cả anh hai. Không thì mình có lỗi với anh hai lắm. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday Vi nha. Em cảm ơn mọi người. Thổi nến đi cưng. Em ước trước nha. Đây là quà của mọi người tặng Vi nè. Dạ, em cảm ơn anh chị. Đâu có gì đâu em. Phòng mình có một buổi tiệc nhẹ mừng sinh nhật cho Vi. Chắc là đồ ăn cũng sắp giao tới rồi. Mọi người chờ một chút nghe. Dạ, em cảm ơn anh Nhân. Cảm ơn mấy chị nhiều lắm. Không có gì đâu em. Đã cùng làm việc với nhau thì mình hãy coi như người một nhà. Đúng vậy đó em. Cùng tụi chị chạy deadline cả tháng, còn xa lạ gì nữa. Dạ. Hay là tối ngày mai á, em mời mọi người đi ăn cùng với em nha. Ủa, tại sao không phải là tối nay cho nóng? Đi với bạn trai đúng không? Dạ, em đang FA mà, làm gì có bạn trai. Hôm nay á là em đi ăn tiệc với gia đình. Ok, vậy thì Vi cứ chọn địa điểm cho ngày mai đi nghe. Dạ. Em cắp bánh đi, để chị cầm cho. Dạ. Làm gì mà cặm cụi vậy anh Nghĩa? Rồi vậy chưa? Đang làm bản vẽ chưa xong. Mày hỏi cũng bằng thừa. Thằng Nghĩa có bao giờ đi làm về đúng giờ đâu. Hết việc thì nó về thôi. Thôi mọi người về trước đi. Làm xong việc em về sau. Về bớ lại làm. Tụi anh về trước nha. Dạ. Thôi tụi anh về trước nha. Dạ. Bye bye. Anh Nghĩa. Ủa, Hương, sao Hương lại tới đây? Bộ bàn ghế có vấn đề gì sao? Bộ có chuyện gì em mới tới đây tìm anh sao? Hôm em có tới đặt hàng. Em nghe mấy anh ở đây nói giờ này là nghỉ rồi, nên em cố tình tới để mời anh đi ăn đó. Lâu nay anh giúp em quá trời mà em chưa có dịp nào cảm ơn anh hết. Mình là bạn mà, được cái sáo vậy. Vậy nếu bạn rủ đi ăn thì sao? Em sơ ý quá. Đúng ra em phải nhắn tin cho anh trước xem anh có rảnh không. Anh còn chưa xong việc nữa hả? Không sao đâu. Muốn đi ăn ở đâu? Em thấy cái nhà hàng ngay ngã tư cũng lớn lắm. Hay là mình tới đó ăn nha. Không cần tốn kém gì đâu. Cái nhà hàng ngoài đó vừa xa mà lại mắc nữa. Anh nghĩ còn chưa chắc đồ ăn ngon nữa. Thì em đã nói là em sẽ mời đi cảm ơn anh rồi mà. Không lẽ mời anh đi ăn cái quán nhỏ xíu qua sao được? Quán nhỏ hay lớn không quan trọng, miễn ngon là được. Cái nhà hàng đó anh nghĩ chắc là không có ngon đâu. Bây giờ em thích ăn gì nè? Anh thấy gần đây có nhiều quán ngon lắm á. Vậy anh làm thổ địa giới thiệu cho em nha. Em rất là dễ ăn, ăn cái gì cũng được hết. Vậy thì mình tới quán cây khế đi. Anh bảo đảm là em sẽ thích. Dạ. Chờ anh chút nha. Chưa về sao? Dạ, em mới vừa xem mail của anh, góp ý của anh về bản kế hoạch của em á. Em cứ xem, có gì không hiểu thì cứ hỏi anh. Những góp ý của anh thì đều đúng hết. Chỉ là em thấy mình tệ quá, để anh chỉnh sửa nhiều như vậy. Em đã tiến bộ nhiều lắm rồi. Anh đang động viên em đó hả? Anh nói thiệt, thật ra tại vì em mới về nước, có nhiều vấn đề bên pháp lý em chưa nắm rõ mà thôi. Nhưng mà ý tưởng em đưa ra, anh đánh giá rất cao. Cố gắng lên. Dạ, em cảm ơn anh. Quên nữa, anh chưa tặng quà sinh nhật cho em. Quà sinh nhật của em, đây là hình ảnh đầu tiên anh nhìn thấy em. Anh muốn ghi nhớ mãi mãi bằng bức tượng gỗ này. Em cảm ơn anh. Thôi anh về trước nghe.
đi em. Nè, trong đây nè. Ủa? Ủa Nghĩa? Long? Ai vậy Nghĩa? À, đây là Long bạn. À, chào bạn gái. Cái hình búp bê gỗ đúng không? Khùng quá, ăn nói bậy bạ không à. Đây là Hương, chỉ là bạn của tao thôi. À, mày nói sao tao tin vậy thôi. Nè em, nè em. Đi ra đây, ra đây. Đây là Ngọc, bạn gái của tao. Đây là thằng Long, bạn thân của anh đó. Dạ, chào anh Long. Dạ, chào anh chị. Chào. À, tụi này cũng định đi ăn lẩu. Hay là mình ngồi chung luôn được không? À, được, được, được. Vô ghế, vô ghế. Vô ngồi chung, mình vô ngồi chung luôn. Nè, nè. Nè. Ê, lấy chén đũa, lấy chén đũa. À. Ha. Tình cờ gặp vậy mà vui ha. Tụi mình cứ ngồi chung với nhau đi. Rồi, đây, đây, đây. Thiếu hai cái ly. À, anh hai tao đi làm về sớm nè. Không biết anh về tới chưa ta? Hãy để tao gọi thử nha. Ừ, mày á, lúc nào cũng anh hai. Ủa, không lẽ lúc nào cũng Long mơi Long mà? Để cho Ngọc ghen với tao hả? Ê, nè, nói cho mày biết nha. Ngọc á, không bao giờ ghen mấy vụ này đâu. Đợi khi lúc mà tan học á, rồi để đâu nói chơi. Ngọc cứ kêu Long ơi, tao rất là vui vẻ. Em nghe nè. À, anh hai đi làm về chưa? Em với thằng Long với lại bạn gái của thằng Long với lại Hương đang còn quán lẩu nè. Anh hai ghé chơi nha. Tụi em chờ anh hai đó nha. Được rồi, ok. Rồi sao? Thằng Nhân có tới không vậy? Có chứ. Anh hai tao nói đang trên đường về, anh qua liền đó. Là anh hai của anh Nghĩa hả? Đúng rồi, anh tên Nhân. Anh em sinh đôi với nó mới ghê đó. Vậy là giống anh Nghĩa như đúc luôn. À không, tụi anh sinh khác trứng, không có giống nhau, chỉ có đẹp trai như nhau thôi. Hèn chi em thấy hai anh em của anh khác nhau, mà nghe anh Long nói sinh đôi em cũng hơi bất ngờ đó. Thì từ nhỏ tới giờ á, ai nghe hai đứa nói sinh đôi á cũng nói vậy hết á. Thằng kia á thì là một giọt nước mưa, còn thằng này á là một giọt. Giọt gì? Giọt nước mắt. Nè tụi em biết sao không? Tại vì nó không đẹp trai bằng thằng anh của nó nên nó hay khóc trong lòng. Tào lao. Nó giỡn thôi mẹ ơi. Thôi thôi, ăn đi. Ê, khoan đã. Gì vậy? Chờ anh hai tao nữa chi? Chờ. Ăn cũng không được nữa. Ê, anh hai, đây nè. Ê, Nhân. Bên đây. Xin chào mọi người. Nè anh hai. Chào anh. Ghế nè. Em thấy không? Anh hai ngồi xuống đây anh đi. Anh hai nó tới là như vậy á. Thằng này, ghế tao. Ê, Nhân. Cũng may mày tới đúng lúc á. Nếu không nó cho tao nhịn đói rồi nè. Đông đủ rồi ha. Bây giờ giới thiệu lại nha. Tao giới thiệu mày nha. Đây là Ngọc, bạn gái của tao. Dạ em chào anh. Còn đây là Hương. Chắc là thằng Nghĩa đã nói cho mày biết rồi đúng không? Em chào anh. Anh có nghe thằng Nghĩa nói là em sắp mở shop thời trang hả? Dạ, chuẩn bị cũng sắp xong rồi anh. Cũng nhờ có anh Nghĩa giúp đỡ cho em. Có xưa giờ là vậy đó. Có cần gì em cứ nói, em đừng cứ ngại nha. Dạ. Vậy ba người là bạn của nhau hả? Ừ. Tụi anh học chung với nhau từ nhỏ. Anh với thằng Long cũng học chung trường đại học luôn. Vậy bây giờ anh đi làm hay là học thạc sĩ giống như anh Long? Thạc sĩ hả? Anh đi làm, chứ không có học tiếp thạc sĩ. Vậy anh Nhân làm ở đâu? Anh đang làm ở công ty Lê Gia. Công ty Lê Gia? À, em có biết công ty này. Công ty này rất là lớn. Anh làm ở bộ phận nào? Trưởng phòng kinh doanh. Không ngờ anh Nhân còn trẻ như vậy mà giỏi quá ta. Nè, em biết không, cái kỳ tuyển dụng đó đó, họ cũng kêu anh về làm phó phòng, nhưng mà anh không chịu, anh muốn học thêm thôi. Chứ không á, là anh với thằng Nhân là đồng nghiệp của nhau luôn rồi đó. Ờ, vậy hả anh? Ừ, anh định hướng á, là anh sẽ lập công ty riêng, tự khởi nghiệp. Ừ, dạ. Ê, đổ xôi rồi, ăn đi. Lên pha nước chấm cho em nha. Ăn cay được không? Dạ được. Đây, cay nhiều đó nha. Anh pha cho em rồi, vậy để em pha cho anh nha. Thằng Nghĩa nó không ăn cay được đâu em. Quên.
Tao quên mất là thằng Nghĩa ăn cay rất dở. Món nào cũng cay hết á. Bạn thân nha, mà không nhớ tao ăn cay không được. Cái này á là thân ai nấy lo, đúng không mày? Ê, miễn sao á anh hai mày ăn được là mày vui rồi. Anh hai mày á thích ăn ớt nhiều, món nào cũng thích cay hết. Còn nữa nè, Hương nè cũng thích ăn ớt mà, đúng không Hương? Dạ. Nè, mày tính ra là mày qua bên kia ngồi một góc mới đúng á, để cho những đội nhóm ăn cay ngồi chung một bàn. Đây một cặp, đây một cặp, có đúng không? Ui, nói chuyện gì kỳ vậy? Anh quên, anh nói chơi mà. Thôi thôi, một người ăn đi. Được rồi, ăn đi. Để em lấy đồ đũa khác cho anh nha. Thôi được rồi, để anh tự lấy. Ăn đi. Anh múc cho em nha. Nè, cậu ăn đi, cứ tự nhiên nha. Đậu ngon á. Hôm nay là sinh nhật của em à. Anh chúc em sinh nhật vui vẻ. Vi à, anh đã đặt một buổi tiệc lãng mạn để dành cho em. Đi với anh nha. Buông tôi ra. Anh đừng có làm phiền tôi nữa. Anh đi về đi. Nếu mà em không chịu đi với anh sẽ không về đâu. Ở đây không phải là công ty, cho nên không ai có thể làm khó dễ được anh hết. Cậu Hải, vậy cậu gây sự trước nhà tôi có thể đuổi cậu được không? Dạ, con chào bác. Con Vi đã trả lời cậu nhiều lần là không chấp nhận tình cảm của cậu rồi mà. Tốt nhất á, cậu về đi, đừng để tôi dùng biện pháp mạnh. Bác, con đang theo đuổi Vi mà. Sao bác biết là Vi sẽ không bao giờ chấp nhận con? Bác cũng thừa biết gia thế của gia đình con rồi mà. Có điểm nào mà không xứng với Vi? Mà hình như công ty của bác đang cầu cạnh để bán lại dự án cho tập đoàn của con mà. Không sai, nhưng đó là việc của công ty. Còn chuyện tình cảm của con gái tôi thì khác. Tôi không có lý do gì để sợ cậu hết. Nếu cậu không về, tôi sẽ gọi thẳng cho ba cậu, nhờ ba cậu tới đón cậu về. Được rồi, con về. Nhưng Lê Gia đừng hòng hợp tác với Đại Á. Đi con, hôm nay không được giận hờn là không vui đâu đó. Để mình đem xe vô cho. Dạ. Sao hôm nay ba về sớm quá vậy? Con còn tưởng là ba chưa về tới á. Hôm nay sinh nhật của con gái ba mà. Có công việc gì ba cũng bỏ qua một bên. Ba, lúc nãy ông Hải nói á là công ty của mình cầu cạnh bên ổng là sao vậy ba? À, có một dự án ban đầu định đầu tư lâu dài, nhưng bây giờ cảm thấy không khả thi. Ba muốn sang nhượng lại để thu hồi vốn thôi con. Tin này vẫn chưa công bố chính thức, vì sợ tin đồn không hay sẽ ảnh hưởng đến các dự án khác của mình. Không có gì đâu, con đừng lo. Vì Lai đã chuẩn bị hết rồi. Mình vô nhập tiệc đi. Dạ. Thank you.
đẹp quá. Mà sao nhìn giống mình quá ta? Không lẽ anh làm theo hình dáng của mình? Em thích nhất món quà mẹ tự tay làm cho em á. Chắc là anh thích mình nên mới để ý lời mình nói như vậy. Để cảm ơn món quà mà anh tặng cho em á. Em có thích hay không? Dạ, em thích dữ lắm. Mà cái này làm chắc kỳ công lắm hả anh? Là anh muốn tặng cho em. Tự tay anh làm đó. Em có thấy nó giống em không? Em từng nói với anh mẹ em hay tự tay làm quà tặng cho em mà đúng không? Em không ngờ là anh lại nhớ những lời em nói như vậy á. Nhưng mà em nhớ cái váy này. Em chưa từng mặc gặp anh lần nào mà. Anh có biết đây là cái váy mà em thích nhất không? Em mới mặc được có một lần, lúc tới công ty nhận việc. Về là bị hư luôn. Lúc đó anh đã nhìn thấy em. Ý của em là không nhìn thấy anh thôi. Hình ảnh lần đầu tiên anh gặp em luôn trong tâm trí của anh, cho nên anh mới làm con búp bê đó. Thì ra là vậy. Em cảm ơn anh nhiều lắm vì món quà này nha. Có gì đâu, em thích là anh vui rồi. Dạ thôi, anh nghỉ ngơi đi. Có gì ngày mai mình gặp ha. Em ngủ ngon nha. Dạ, anh ngủ ngon. Loan Giao Lam chuyên cho vay nặng lãi ở vùng này, ai mà không biết. Nhưng mà cho dù bà có máu mặt giang hồ cỡ nào á, nhưng mà bà cũng biết đại ca lưng trọng đúng không? Thì cũng dân cho vay, nói tên là tao biết liền à. Nhưng tao với ổng nước sông không phạm nước giếng, tụi bay tới đây làm gì hả? Bà với đại ca tôi không có phạm nhau, nhưng mà cái thằng con của bà là thằng Long, nó thiếu anh hai tôi tổng cộng là 1 tỷ. Chà, mắc nợ hả? Mà làm gì con trai tao thiếu tiền ghê vậy? Mày đưa tao tờ giấy này coi. Trời, mà cả tuần nay tao thấy sáng nào nó cũng đi học đều đặn đi thi lại mà. Nè, mấy người đừng có thấy con trai tôi khù khờ bắt kẹt nó hả? Tôi nói cho mà biết, con của tôi mấy người không dễ dàng gì mà ức hiếp đâu, nghe chưa? Thì nó đánh bài thua mà cố gỡ để trả nợ. Ai ngờ đâu càng ngày càng lún sâu thêm. Tôi nói cho bà biết, anh hai tôi tính lãi xem cho bà thôi. Bà không tin á thì hỏi nó đi. Mà nghe đâu á nó bị đuổi học lâu rồi, cho nên là sáng nào á cũng xuất hiện ở sòng bài tôi quýnh hết á. Trời ơi, chuyện này tính không nổi mà. Long! Long! Dạ. Long! Gì Long vậy? Mày quá lắm rồi, xuống đây biểu mau lên. Ai kiếm mày ngoài này nè, mày ra mày coi giùm tao coi. Trời ơi, sáng sớm qua kiếm sớm vậy mẹ? Cái gì thằng mẹ này, Long? Im coi, ai? Ai kiếm hả? Mày nói nghe coi. Nè, gì vậy mày? Có tiền tôi trả, tới đây làm gì? Lộn nhà đúng không? Ê, lộn nhà, ấy lộn nhà rồi. Đi.
Lộn nhà cái gì? Hả? Mẹ. Hả? Nó lộn nhà. Mẹ, nó lộn nhà. Lộn nhà cái gì? Nó mới đưa giấy nợ 1 tỷ này mà lộn cái gì? Mày nợ nhiều rồi. Anh hai nói là mày không có khả năng trả, cho nên kêu tụi tao tới tìm mẹ của mày để cho bà thanh toán dứt điểm một lần cho xong. Cái gì vậy? Mày hả? Mẹ. Mày hả Lâu? Dạ, mẹ. Mày hiểu đúng. Mày hiểu đúng nè. Mày đi mượn tiền mày muốn giết tao hả? Con cho đến một lần này thôi mà mẹ. Vậy là mày mắc nợ 1 tỷ thiệt hả? Mày chết với tao nè. Mày nói xạo hả? Mày đi đuổi học rồi mà mày nói dọc với tao nè. Mẹ đừng có đi luôn đó mẹ ơi. Mày đi luôn đi. Long, tao cắm mày về nhà nghe chưa? Bảo với bà cổ cô bác ở đây biết nè. Chính thức từ nay tôi tư thằng Long, tôi cấm nó về nhà này. Mày đi luôn. Thôi. Đi. Mày đi luôn đi Long. Chuyện của mẹ con bà. Bà tính sao thì kệ bà. Đúng rồi đó. Đây là tới ngày hẹn trả tiền. Bà mà không trả thì dù bà có là nước giếng, nước sông, nước cung tên tôi cũng xả lắng hết. Trả? Không trả mà yên với mấy người hay sao? Nè, mấy người nói cho ông lần biết. 1 tiếng nữa tôi sẽ có mặt tại nhà ông, được chưa? Được. Đi tụi bay. Mày nhớ đó. Nhớ đúng hẹn đó. Trời ơi là trời. Cho nó ăn học đàng hoàng, tính cho nó có tương lai. Ai mà ngờ, không lẽ trời phạt mình, mẹ cho dai con mê đánh bài. Trời ơi. Con gọi nước cho mẹ uống nha mẹ. Thôi khỏi, mẹ đến đây không phải để uống nước. Ngồi xuống đây. Sao, con chơi đủ chưa? Hết mở cái shop ở bên kia, rồi lại về đây mở cái shop nhỏ xíu như thế này hả? Mẹ thật không hiểu nổi con luôn á. Kêu con kế thừa vị trí của ba con vô Đại Á làm, con không chịu. Bây giờ mở cái shop nhỏ xíu như cái lỗ mũi vậy nè, còn thuê cái nhà trọ rẻ tiền để ở nữa. Con muốn mẹ tức chết hay sao vậy hả? Mẹ, con đã nói với mẹ nhiều lần rồi mà. Con không có thích hợp với công việc kinh doanh trong công ty Đại Á. Con chỉ muốn theo nghề thiết kế này mà thôi. Không có dài dòng nữa. Bây giờ mẹ hỏi con thêm một lần nữa, có về với mẹ hay không? Dẹp ngay cái shop này đi. Mẹ, con mong mẹ hiểu cho con. Mẹ, mẹ cho con thực hiện đam mê của mình nha mẹ. Buông ra. Mẹ. Bây giờ làm sao? Không về đúng không? Mẹ, con xin mẹ mà mẹ. Con không về đúng không? Mẹ, con xin mẹ mà mẹ. 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 Bà chủ, bây giờ mình về nhà hay đi đâu bà chủ? Nè, chú từng nói nhà chú ngày xưa ở khu đó đúng không? Dạ. Nhưng mà tôi đã dọn đi 2 năm rồi bà chủ. Có gì không bà chủ? Tôi muốn thuê một số người đến phá shop của con Hương, để cho nó không thể nào mở cửa kinh doanh được nữa. Bà chủ, làm vậy có ổn không? Tôi sợ rắc rối. Rắc rối cái gì? Có chuyện gì tôi lo hết cho. Chú kiếm liền cho tôi được không? Dạ. Tôi có biết về đứa trong xóm, có tiền chắc tụi nó cũng nhận lời thôi. Được vậy thì tốt. Chú kiếm liền cho tôi nha. Dạ. Theo chỉ thị của giám đốc, bằng mọi giá, cậu phải bán được dự án Ánh Sao cho Đại Á. Nhưng như những bản kế hoạch chi tiết tôi đã gửi cho giám đốc, thực sự dự án này có khả năng thu hồi vốn rất cao nếu như mình tiếp tục hoàn thành nó. Cậu cũng biết, thời gian hoàn thành là 3 năm mà. Tôi biết, nhưng đến thời điểm đó, sẽ có một số thay đổi có lợi cho mình. Nhưng giám đốc cho rằng quá mạo hiểm. Chi bằng bán lại cho Đại Á, thu hồi vốn để đầu tư cho dự án khác an toàn hơn. Giám đốc cho cậu thời hạn 1 tháng để hoàn thành hợp đồng này.
chính anh lâu nay cũng chưa đạt được thỏa thuận với họ thì chứng tỏ là việc bán dự án không khả thi. Tại sao giám đốc lại cương quyết như vậy? Hay để tôi gặp giám đốc thuyết phục một lần nữa. Cậu không cần phải tốn thời gian. Đây là quyết định cuối cùng của giám đốc, nhiệm vụ mà cấp trên giao cho cậu. Cậu nên nghĩ cách để hoàn thành. Được như vậy thì cái ghế trưởng phòng của cậu mới ngồi vững được. Vậy đi nha, hết giờ làm việc rồi, tôi đi về đây. Mày lão già này, tư duy cũ kỹ, không có tầm nhìn xa mà. Tiếp tục cái đà này, công ty làm sao phát triển nổi? Nếu Lê Gia mà là của mình thì đã khác rồi. Vi, sao em chưa về nữa? Dạ, em còn chút xíu nữa mới xong. Bây giờ chị về hả? Ừ, bây giờ chị về. Chị phải đưa thằng nhóc của chị đi học bơi. Cái gì? Thằng nhóc nhà chị có 3 tuổi mà cũng học bơi hả? Ừ, học càng sớm càng tốt em. Vừa rèn luyện sức khỏe mà càng đỡ lo mấy cái vụ tai nạn sông nước. Dạ đúng rồi đó chị. Hồi nhỏ hả, lúc em 7 tuổi á, em chưa có biết bơi. Có lần á, đi theo ba đi đám bà con ở quận 9 á, rồi hả, em bị té xong, xém chết đuối luôn á. Vậy ha em. Cũng may là có một anh đã cứu em. Chứ nếu không á, giờ này em hết được ngồi nói chuyện với chị rồi. Mà em nhớ lại nha, thấy anh đó tội nghiệp ghê luôn á. Anh đó ốm mà cố gắng kéo em vô bờ á, em sợ quá trời luôn. Trời, thiệt vậy luôn á hả? Ừ, em gạt chuyện chi, em nói thiệt chứ bộ. Bởi vậy á, con nít mà không biết bơi thì nguy hiểm lắm. Chị nè, cũng bận mà cũng phải ráng tranh thủ cho con đi học. À, thôi, chị về trước nha. Dạ. Chị đi ha. Chào anh Nhân. Anh Thành nè. Dạ. Bộ không còn cái quán nào sang trọng hơn hay sao? Cái gì đâu mà hẹn cái chỗ chật hẹp mà mùi thuốc lá không vậy? Dạ, tụi nó nói đây gần nhà cho thuận tiện hơn. Tài xế gì mà ăn mặc còn hơn ông chủ nữa. Anh Thành. Dạ. Sao mà lâu quá vậy? Tụi nó sắp tới chưa? Dạ, tôi đang đợi. Ơi, đây nè. Ở đây. Sao chậm quá vậy? Thưa bà chủ, họ tới rồi. Đây là đại ca của tôi. Sao, vụ gì, tiền bạc như thế nào? Tôi muốn thuê các cậu tới quậy phá một shop thời trang cho tôi. Shop thời trang nào? Shop thời trang mới mở trong xóm các cậu á. Cô nhỏ trẻ trẻ đúng không? Ừ. Vụ này khó nhai lắm. Nếu như quậy phá công khai rồi nó báo công an thì mệt nữa. Hơn nữa, tụi này không có muốn dây dưa vô mấy mối làm ăn cỏn con này. Còn mày, nay mai tìm hiểu kỹ sự việc rồi hãy kêu tôi tới. Là mất thời gian, đi về. Khoan đã, tôi cam đoan với các cậu, chỉ cần làm đúng theo lời của tôi, nó sẽ không dám báo công an đâu. Còn tiền á hả, các cậu muốn bao nhiêu tôi cũng chi. Bà nói thật không? Chắc là các cậu không biết tôi là ai chứ gì. Thôi được rồi, nếu muốn biết cứ hỏi anh Thành tài xế của tôi đi. Bà chủ của tôi xưa nay chưa biết nói chơi bao giờ. Đúng rồi đại ca, ông này là hàng xóm cũ lâu năm của em, mình tin tưởng ông được. Ok, được thôi, nói cụ thể đi.
Dạ em nghe nè. Em có thích hai cái khung gương đó không? Dạ em thích lắm. Nó đẹp lắm anh. À vậy để anh tới gắn kính cho em nha. Dạ dạ. Vậy nha, đợi anh xíu ha. Nè nè nè, mấy anh là ai vậy? Gom hết đồ cho tao. Hàng bày qua đó gom lẹ. Mấy người làm mày gì vậy? Hả? Nhanh. Nè nè. Nè. Làm gì vậy hả? Mấy anh dừng tay lại đi. Tôi báo công an đó. Nè. Là bà già đại gia kia kêu tụi tôi tới đây gom đồ của shop cô. Bà nói nếu cô muốn báo công an thì cứ việc. Nè. Buông ra. Buông ra. Mấy người đi được chưa hả? Mẹ thiệt là quá đáng mà. Thôi dừng tay lại đi, đủ rồi. Nè, nếu như cô muốn yên ổn thì ngay lập tức đóng cửa cái shop này đi. Còn không á thì cứ cách vài ngày, không những tụi này tới đây lấy đồ mà còn đập nát cái shop này luôn đó, cho cô khỏi làm ăn gì hết. Ai mượn cô đắc tội với bà già đó làm gì? Giật chồng bả hay sao? Nhìn cô trẻ cũng xinh đẹp, đi gặp mấy ông già cô thích lắm hả? Nè, tụi này không có nói chơi đâu nha. Khôn hồn thì đóng cửa shop đi. Đi tụi bay. Đi. Đè lên. Ủa? Trời đất ơi. Trời đất. Cái gì có vậy? Chuyện gì vậy? Nghĩa. Sao nghe nói là khai trương mà sao sao đổ bể tùm lum vậy? Ủa Hương, có chuyện gì vậy? Dạ, mới có một đám người tới phá shop của em. Sao tự nhiên lại quấy phá shop em? Hay làm gây thù với ai hả? Dạ không có. Chắc là tụi nó tới đây đòi tiền bảo kê. Hèn gì, hồi nãy thấy cái dáng nó tôi nghi lắm nè, giống giống tụi thằng Thắng. Hương, có phải thằng cầm đầu là thằng Bự con, cái tay có xăm hình đầu sói đúng không? Dạ đúng rồi. Tụi nó là tụi thằng Thắng, cái bọn giật giỏ của em hôm bữa đó. Hèn gì em thấy quen lắm. Tụi nó chuyên gia bảo kê mấy người bán vỉa hè, hôm nay tới đây kiếm chuyện nữa. Hương, em báo công an chưa? Dạ thôi bỏ đi anh, em cho tiền họ chắc là cũng yên mà. Hương ơi, em phải báo công an chứ, có gì đâu mà sợ. Nè, em không lẽ em để đó, để cho tụi nó lộng hành, tới đây dòi tiền em hoài. Dạ thôi, em sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của ông Năm lắm. Ủa, ê, câu này sao nghe quen vậy? Ừ. Mày tuyên truyền cho Hương hả? Dạ không phải vậy đâu anh, em thương cho hoàn cảnh của ông Năm thiệt mà. Xin lỗi em nha, để anh tìm xử lý bọn thằng Thắng. Thiệt ra, lúc nãy em nóng quá không chịu đưa tiền, cho nên tụi nó mới phá shop của em. Bây giờ nghĩ lại, số tiền đó không bao nhiêu hết, em đưa là được mà. Anh đừng có đụng với tụi nó, phiền phức lắm nha. Em cũng muốn yên ổn để mở shop, được không anh? Thì tùy em thôi à. Để anh kiểm kê còn có hư hao mất mát gì nữa không. Trước mắt thì gom cái này lên đi, rồi kiểm kê lại coi. Chỗ này chắc nhỏ tới sáng luôn á. Đành phải nói dối như vậy thôi, chứ nếu tố cáo lên công an họ sẽ truy ra mẹ. Tới rồi đó, mày năn nỉ mẹ mày đi. Sao mày không năn nỉ giùm tao? Vì mặt mày căng vậy? Mày năn nỉ á vì mẹ tao thương mày. Thấy mặt mày xuất hiện á thì mẹ tao ngu giận. Tao đang nghĩ chuyện của Hương, chứ không phải nghĩ chuyện phụ mày để xin lỗi mẹ mày đâu. Đúng là thằng thấy gái quên bạn. Mày bị vậy là đáng đó. Còn Hương thì khác nha, phải tìm cách gì đó để giúp cổ, chứ không thể nào để thằng Thắng ức hiếp vậy hoài được. Được, mày nói đúng đó. Tao bị vậy là đáng nè. Nhưng mà mày thấy đó, tụi nó vừa đông vừa hung dữ như vậy đó, đánh thì mày đánh không lại, báo công an á thì sợ đụng chạm tới ông Năm, tao bó tay với mày luôn á. Mày kêu mẹ mày đi, tao về đó. Ê, ấy, mày không cần phải đứng đây chờ tao, tao kêu.
Mày đứng đây mày chờ tao đó. Ừ. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ, mở cửa cho con đi mẹ, con về đây nè. Mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi. Nè. Ừ. Vô tình vừa phải thôi, cái phụ tao coi. Mẹ, mẹ ơi. Dì Loan ơi, Lộc nó về nè dì Loan ơi. Mẹ, mẹ. Dì Loan, Lộc nó về nè. Nè, mày gọi điện thử cho mẹ tao coi. Này phòng khách còn sáng kìa. Điện thoại mày đâu không gọi, mày gọi đi. Mày nghĩ á, mẹ tao thấy số tao thì bắt máy hả? Với lại á, điện thoại tao hết tiền rồi, giờ gọi cho Ngọc đó. Alo, Nghĩa hả con? Dì Loan ơi, con dẫn Long về, tụi con đang đứng trước cửa nè dì. Mẹ, con về rồi nè, mẹ mở cửa cho con đi mẹ. Mẹ ơi, con xin lỗi mà, mẹ mở cửa cho con vô nhà đi mẹ. Không có mẹ con gì hết á. Tao đã nói tao từ mặt mày rồi, đừng có kêu réo nữa nghe chưa. Mẹ ơi, mẹ. Tắt rồi. Dì Loan cúp máy rồi. Giờ tính sao? Giờ mày cứu mai tao luôn đi, chứ sao trăng gì nữa. Không lẽ giờ mày bắt tao ngủ ngoài đường? Bà Sáu ơi. Thơm thiệt không con? Bà Sáu ơi. Hả? Tí nữa bà Sáu ốp là cho con thêm cái trứng nha. Trời đất ơi, trong này có trứng rồi, trong cơm nè, có trứng nè con. Nhưng mà bà Sáu, con ăn không đủ đồ. Ừ. Dạ. Được rồi, ngoại cho. Ngoại. Ừ. Đừng có tốt với đứa tội lỗi gì nó. Ê, trời là trời. Cái khăn mày lau xe, mày đi quất cho người tao. Mày đáng bị vậy đó. Ê, cái thằng này. Nè. Ê. Gì? Mày đó nha. Mày bạn tao sao suốt ngày bắt hùng tao không vậy? Tao mà không nghĩ tới tình bạn bè á, tối hôm qua tao cho mày ngủ ngoài đường rồi. Mày giờ nghĩ lại á, hình như tao thương người không đúng chỗ đó. Rõ ràng là mẹ mày đang muốn trị mày, tự nhiên tao lại giúp mày. Nè, tao nói cho mày biết nha, mẹ tao giận tao á quá lắm, chỉ một ngày thôi thì mẹ tao sẽ kêu tao về, sẽ không còn ở đây nữa đâu. Mày đừng có mơ. Ê, để tao bút cho. Ê Nghĩa, cho tao mượn 500 đi. Nay Ngọc dưới quê lên, hôm qua mẹ tao chửi quá, lúc đi tao đâu có mang xe theo đâu. Bây giờ tao phải có tiền đi taxi để ra nhà xe đón Ngọc. Mày đừng có mơ. Thôi, 500 không được thì 300, thì 200. Tôi đi xe ôm, không đi taxi nữa. Mày keo kiệt với bạn vậy hả? Không phải là tao keo kiệt với mày, mà là tao không muốn dung túng cho mày nữa.